đặt quá sầu riêng giá rẻ trên mạng, khách xuất nặng với thứ bên trong. Tưởng vừa mua được trái sầu riêng với giá hời, ai ngờ khi nhận hàng lại thành quả sầu riêng dị đến thế này. Trên đời có những cú lừa mà thực sự không phải ai cũng lường trước được. Ví dụ như việc mua hàng giảm giá, nhưng thực chất lại còn đắt hơn lúc chưa giảm hoặc lúc nhận hàng là thứ mở ra mà khách shop ngã ngửa. Tuần vừa qua, ngày hội mua sắm Black Friday rầm rộ ở khắp mọi nơi. Tất cả các mặt hàng từ thời trang, đồ gia dụng đến đồ ăn đều giảm giá kịch sàn để kích cầu người tiêu dùng. Dù Black Friday năm nay không quá nhộn nhịp như mọi năm do nhiều nguyên nhân khách quan, tuy nhiên nhìn chung mỗi mùa sale vẫn là dịp mang lại nhiều cảm xúc cho khách hàng. Mới đây, một vị khách ở Trung Quốc vui mừng khi săn sale được quả sầu riêng trên chợ mạng cũng dịp giảm giá lớn nhất năm. Vui mừng chờ ngày nhận sản phẩm, nhưng đến khi nhận hàng, vị khách không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy sau khi khui ra. Món hàng anh nhận là một trái sầu riêng có 102, mà chắc chắn lần đầu nhiều người nhìn thấy. Đây là trái sầu riêng độc nhất vô nhị, nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, người này đã đăng hình ảnh quả sầu riêng anh nhận được lên mạng xã hội Weibo. Thứ quả này khá nặng, có hình dáng cũng giống trái sầu riêng nhưng thực chất là một cú lừa. Bên trong thùng hàng chính là quả bưởi được găm chi chít hạt hướng dương lên vỏ để làm thành gai sầu riêng. Chắc chắn khi nhận được trái sầu này, vị khách cũng phải bật cười vì sự sáng tạo của người bán. Quả bưởi được găm chi chít hạt hướng dương lên vỏ để làm thành gai sầu riêng. Dân mạng đùa rằng đây là giống lai giữa bưởi và sầu riêng. Sau khi đăng tải, trái sầu này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người đã để lại những bình luận hài hước. Đây là trái sầu đột biến hay sầu giống mới? Bạn phải may mắn lắm mới được thử đấy. Đây là loại sầu riêng hình cây kim, giống mới tinh, có vị chát hơn sầu riêng Musangking nhưng vị ngọt hơn đấy. Ngoài ra, đây là nguyên liệu làm bánh ngọt bán chạy nhất của địa phương. Mình cũng đã từng làm nhưng giờ nghỉ rồi. Tôi phỏng đoán thôi, chưa chắc đã đúng nhưng rất có thể đây là giống lai giữa bưởi và sầu riêng. Câu chuyện của vị khách này cũng chính là bài học cho những người săn sale. Phải tìm hiểu thật kỹ trước khi nhấn phím, bởi rất có thể bạn sẽ nhận được những cú lừa tương tự như trên.